Hello các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa mưa. Mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ưa đát thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp vào được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy thì mình đi rời nó bị tẩm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đội ủng như này các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mét thoải mái luôn. Rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy bác theo. Đó. Đi rời mưa thì nước rất là ok luôn, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này hoặc là đường quê lầy lội hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Lên cho em là ủng đi mưa giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15.000 trong cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác đút vào cái nắp này cho em. Sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15.000 cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc nhá. 15.000 cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp hộp nhôm nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu thì đây nó sẽ là 1 2 3 4 5, 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi. Đấy, sẽ có dấu đây các bác này. Đấy, dấu đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. 1 2 3 4 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2, còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây, đấy nó sẽ là từ 4 đến 8, 4 12, 4 24 các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. 1 2 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6 620 này. Đấy, 4 420, 432 và cái này là 412 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Đấy thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương này các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đấn cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này
cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10, 20 cân, 30 cân là thoải mái các bạn. 2, 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhé. Tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi cho các bác xem. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu, đi kẹo, cân tôm, cân cá đều ok hết. Đây, đấy, cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này, 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ được sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k cho một em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên xem là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100 tròn à. Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong. Là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau giếc rất là ok các bác này. Đấy, đây. Lau nhá. Đây. Ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này cho em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp. Giá sẽ là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho em cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó. Đặt vào này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là hợp lý luôn. Đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy. Dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay rồi nó là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó. Đặt lên nó rất là tiện ích nhá. Silicon mềm nhá. Đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bạn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đúng không? Lấy cái đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, một con đồng hồ đeo tay như này.
Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá, màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá, và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó, đây, lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cho mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng này, sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có gioăng giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học đi làm rất là tiện. Và nó có quai đeo luôn, có cái quai đeo này có nhá. Túi da có quai đeo như này, rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130 cành thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá, bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi, có đầu đai biết đàng hoàng. Bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó. 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này. Rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nhá, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá. 30.000 thôi, rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mã hàng thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì bên shop có một cái bếp từ Philips nhá. Nó con này thì nó bị vẫn đun nấu bình thường nhưng mà nó bị bọp mất cái đít này. Đấy, tức là con này nó bị bọp mất cái đít này rồi. Đấy, con này thì nó do nó vận chuyển nó bị bọp mất cái đít này thì về nhà các bác có thể mình chế cháo hoặc là mình làm thế nào đấy cho nó phù hợp để mình sử dụng nhá. Đấy, còn là bếp thì em vẫn bao cho các bác là bếp vẫn lên, vẫn đun nấu bình thường. Và có kèm cho các bác một cái nồi thì cái nồi nó cũng bị bọp đít luôn. Nói chung là nó do nó vận chuyển, hàng nó vận chuyển nó bị bọp thì con này bên em sẽ bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác có thể là tháo ra để mình kiểm tra. Đấy, thì con này cũng không biết là còn sống hay không nữa. Đấy, nói chung là thôi em cũng chả biết là sống hay chết. Tại vì bây giờ mà em cắm điện mà nhớ nó có chập cháy thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là em bán thanh lý. Về nhà các bác cảm thấy ok thì mình có thể mình tự sửa chữa. Đấy, đây thì em thử cắm điện thử luôn xem nó như nào.
Con này thì cắm điện vẫn lên, vẫn sống, nói chung là vẫn đun, vẫn hoạt động bình thường. Đấy thì nó bị vỡ đây, nó vỡ, nó sộc sạch mất cái mên miếc bên trong, thì về nhà các bác có thể tháo ra để mình sửa. Và em bán một nửa tiền thôi. Con này đang bán bao nhiêu? Hả? 480.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác với giá là 220.000 nhá, 220k. Và con này thì bên em không bao ship nhá. Không bao ship, em bao cho các bác là vẫn sống nhá. Vẫn sống, 220.000, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết 220.000, còn lại tiền ship thì 30.000 nữa các bác tự thanh toán. Hoặc là nếu bên em thu ship lên thì nó sẽ là thành 250. Đó, mã sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái gọi là cái thuốc chuyên chuyên diệt dán nhá. Đấy, hộp thuốc dán. Một hộp này của nó thì 12 viên và nó sẽ là dạng viên thuốc sinh học như này. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể để khu vực là phòng ngủ này, phòng tắm này, rồi phòng bếp, phòng biếc, nói chung là chỗ nào mà các bác thấy có nhiều dán thì các bác để vào cho em, tủ quần áo các thứ. Đấy, các bác để vào cho em và nó sẽ là một dạng viên như này, về nhà các bác tháo ra từng viên một cho em. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là nhạy luôn. Chuyên diệt dán nhá, chuyên diệt dán. Thị phần bán của nó thì nó là số 1 của thằng Nhật Bản rồi. Thị phần bán của nó là số 1 Nhật Bản rồi. Hàng made in Japan luôn. Đấy, thị phần nó số 1 Nhật Bản luôn nhá. Đấy, nó sẽ trị là dán mẹ này, dán con này, tổ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán. Hộp thuốc dán này. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đó, 50k trên hộp 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy đuổi đuổi muỗi nhá. Đấy, máy đuổi muỗi. Con này thì nó là, các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ, vừa là chức năng là để đuổi muỗi luôn. Đó, vừa làm đèn ngủ, vừa là để đuổi muỗi luôn. Thì nó rất là tiện. Đấy, thì các bác vừa sử dụng làm đèn ngủ, vừa làm đèn đuổi muỗi, rất là tiện luôn nhá. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, giá thì chỉ có 45k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ nhé. Giá sẽ là 90.000. Ở đây thì con này các bác chuyên dùng cho các em nó sử dụng để mình tránh xa điện thoại máy tính bảng. Nhưng mà nó vẫn là một cái dòng trò chơi công nghệ, vừa học vừa chơi, chơi mà học mà chơi. Đó, thì nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ là 112 cái thẻ với các chủ đề khác nhau. Bật nguồn ở đây lên cho em này. Đấy, sau đó thì mình chỉ cần nhét thẻ vào này. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Bố. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, rất là tiện này. Màu cam. Orange. Đó, rất là ngon lành nha. Thì con máy đọc thẻ này thì một bộ của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, 90k. Đấy, có cả song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn và rất là nhiều chủ đề. Tới 224 các cái hình ảnh nội dung khác nhau để cho các em nó sáng tạo và lựa chọn nhé. Đây, chủ đề là đồ ăn này, giao thông, động vật, hoa quả này. Đấy, tổng 12 chủ đề khác nhau luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhé. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông này. Thì cái này bên em bán được nhiều rồi, em lên nhanh thôi. Bộ của nó thì sẽ là 90.000 một bộ, sẽ bao gồm cho bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Thì cái bộ to nhất này thì đường kính của nó vào khoảng là 35cm. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k, hàng của Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông 2 lớp, hàng Việt Nhật. Thì nó sẽ có cho các bác là một chậu một rổ, cứ combo một chậu một rổ này nhá. Một chậu một rổ này, tiếp theo một chậu một rổ này. Tiếp theo một chậu một rổ này. Để test cái độ chất lượng cho bác xem nhá. Đây, chất lượng của nhựa thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, chất lượng nhựa khỏi phải bàn rồi. Về để các bác dùng để mình đựng rau, rửa rau, rồi nói chung là đa di năng luôn. Hàng nhựa xịn cao cấp cho bác luôn, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chổi này, bộ chổi tự vắt nhá. Đấy, thì về nhà nó sẽ có 3 cái khớp như này, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Và công năng của con này thì nó sẽ là tính năng tự vắt này. Các bác kéo này là nó sẽ tự vắt này, tự xoắn và nó sẽ tự vắt như này. Đấy, tự vắt như này rất là tiện đấy các bác theo. Đây, xoắn kéo này nó vắt kiệt vào luôn. Đấy, thì ưu điểm của con này nó thể xoay 360 độ này, và khi các bác nối vào, nối cán vào thì nó dài khoảng là tầm
1m3, m2 đến 1m3 thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, xoay 360 độ và tự vắt luôn các bác, chỉ cần kéo là tự vắt. Khi mà các bác vắt đi là mình cho xà bông, cho xà phòng và cho nước vào, nó dễ vắt hơn nhiều so với cái việc là các bác vắt thủ công như này nhá. Vắt tay không như này thì nó sẽ hơi khó vắt một chút. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá sẽ là chổi tam giác. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chổi tam giác như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ quần áo mưa, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 cái huy chương luôn, hàng VIP 1 nhá. Và kích thước của nó là dòng cỡ lớn, cỡ đại đấy. Đây, một bộ như này. Cả quần cả áo luôn, đúng như trên hình người ta mặc nhá. Đó, hàng thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải phủ ni lông, cho nên các bác dùng nó rất là bền đẹp. Và bây giờ là đang mùa mưa, mùa rét này, thì các bác nên mua một bộ như này. Đấy, combo của nó thì nó sẽ là cả quần cả áo cho anh em và các bác luôn nhá. Cả quần cả áo như này. Đấy, cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp nhá, vải và có phủ phủ ni lông, cho nên là dùng nó rất là ấm áp và rất là dai, chứ không bị dạng như là bị mục hoặc là bị ngấm đâu. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ quần áo mưa đẹp như này, giá sẽ là 195.000. Con này bây giờ anh em các bác ra cửa hàng mua thì nó tầm khoảng 250 đến 300 nhá, 250 300. Có chỗ thì nó bán cho các bác 250, có bộ chỗ thì nó bán cho các bác là 300. Và bên shop bán cho bác giá chỉ có 195k thôi. Lên xem là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều, con này thì nó sẽ là 63A, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng để đảo chiều, ví dụ như nhà các bác có hai công tơ này, hai công tơ, hai máy hai công tơ hoặc là một công tơ, một máy phát điện, thì các bác cũng dùng con này cho em rất là ok luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện đó, và các bác dùng nó cũng rất là hợp lý thôi. Giá chỉ có 110.000 cho con át đảo chiều này thôi. Thì chuyên dùng cho hai công tơ hoặc là một máy phát một công tơ, thì các bác chỉ cần đảo lên như này, nổ máy phát lên và đảo lên cho em xong. Hoặc là không thích thì dùng nửa tháng lại đảo sang cái công tơ 1, dùng nửa tháng lại đảo sang công tơ 2 để hai công tơ đều cấp điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao nhá. Bộ dao thì nó sẽ là đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một con dao chặt như này nhá, một con dao chặt như này. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Cân nặng của nó thì vào khoảng là từ 5 đến 7 lạng, từ 5 đến 7 lạng nhá. Giá con này thì sẽ là 180.000, cầm cho anh con dao thái gỗ này. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ như này. Hàng thương hiệu Seki Japan, Made in Japan con này, hàng cực chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác con dao gọt gỗ nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén cho các bác rồi. Đấy, siêu bén các bác nhá. Đây, để em thử test cắt cái dây bóng này xem nhá. Đấy, đây. Cắt dây bóng còn đứt như này là các bác biết chất lượng của dao này các bác này. Đấy các bác theo. Đây. Khủng khiếp chưa? Đó, đây các bác này. Đấy. Dây bóng là rất là khó đứt mà còn cắt đứt được như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dây bóng thường nó rất là dai luôn. Đó. Thì con này sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Gọt gỗ. Giá sẽ là gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó thì em có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy con nào lấy con dao chặt và con dao gọt thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó, nồi lẩu mini. Thì ở đây nó sẽ là một cái nồi lẩu như này, 150.000. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cáp cắm điện luôn. Đấy, một cái quai cầm như này và điều chỉnh số 1, số 2, rất đơn giản vậy thôi. Sử dụng điện 220V công suất của nó đây. Đấy. 600W điện 220V và dung tích của con này thì nó vào khoảng là vào khoảng tầm 1 lít gì đấy các bác nhá. Tầm 1 lít gì đấy. Đó, nó tầm tầm đấy. Thì các bác dùng để hấp này, rồi ăn lẩu con niếc này hoặc là nấu mì tôm thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nào mà chế độ độc thân lâu năm thì cứ làm con này về, thả gói mì vào đây thế là xong. Rất đơn giản. Giá thì chỉ 150.000 thôi. Các bác lên cho em là lẩu mini nhá, lẩu mini. Lẩu mini giá sẽ là 150k cho một cái nồi lẩu mini như này. Đấy, con này thì không biết là cái dung tích của nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó vào khoảng trên 1 lít các bạn. Đấy. Nó vào khoảng trên 1 lít gì đấy các bạn nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi.
Theo số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên 1 cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và combo nó sẽ là 1 cân như này. 1 cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản 1 cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To, nhỏ, lớn, bé, có dẹt, có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên 1 cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn 1 cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, 1 cân được rất là nhiều các bạn, 1 cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhá. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi, cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhá, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này thì nói chung là to, nhỏ, lớn, bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi, chỉ có 110.000 cho một cân. Và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây. Và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần. Và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé. Kìm đỏ. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì... Có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện. Không cần phải lấy tay để kẹp ra nhé. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này. Rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái
cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn, các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30 cm nhé, khoảng 30 cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20, khoảng là 20, và lấy cho anh hai cái thước rút ở đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá, trên 20 cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá, cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này, hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhé, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50k nhé, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là, nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó, thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000, rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây, và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy, cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi, lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này, và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k.
Đó, 50 cành. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi, ok. Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho bác một số cái mã hàng bên em. Đấy, thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý, cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn được, không chuyển khoản thì thôi các bác nhé. Đó. Đấy, thì cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy, 500. Con này thì một bác khách, bác ấy về, bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bác này. Đấy, nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm, nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy, nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy, nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy, nó là bị lỗi nảy sớm thôi. Em đã khắc phục được rồi nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000, chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá. Mã nồi số 1, 350.000. Đấy, thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này. 350k nhá. 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy. Em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác khanh này bác ấy nấu xong thì nó bị nảy sớm. Nảy sớm thì em đã khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy. Để em làm nốt cái nồi Sáp đi. Mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy, cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy, mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000, không bao phí ship cho các bác luôn. Đó, mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2, giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây, nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này nó không ăn này. Đấy, thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá. Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy, thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy này xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn mà em ngại sửa cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó, thì các bác lên cho em mã này nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá. 330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái con mã số 4 này. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá. Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị nứt mất một ít cái đít thì thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày vẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dày dạ của nó rất là ngon luôn. Mâm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4. Đấy, 390.000 cho con nồi này. Đấy, 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy, 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn. Dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thôi này. Đấy, thì không có hề hấn gì cả nhá. Không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thôi các bạn. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này.
cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000, thành lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 trong cái chảo gang như này nhá. 40k trong cái chảo gang như này, đường kính là 13 cm, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok, và về nhà các bác tự chế cái quai vào đây cho em, tự chế cái quai vào đây nhá. Đấy, thành lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như thế này. Đấy, con này đang bán là 30.000, thành lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thành lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này nhìn sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thành lý nốt cho các bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thành lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô con này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy, thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu, thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang xem nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác khắc phục cho em nhá. Đấy, lỗi nó lỗi số này này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ở đây xem nào. Thế là sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy, thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác. Con này thì có thể là máy vẫn đang chạy. Con này thì máy chạy bình thường nhá. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000. Nhưng mà nó bị mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái gioăng ở đây thôi. Mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái gioăng này vào. Đấy, thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhá. 100k. Nó chỉ bị mất cái gioăng ở đây thôi các bác nhá. Đó, máy chạy bình thường. Đấy, thì đây. Đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây để em cắm test điện cho các bạn xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bạn nhá, vẫn xay bình thường. Đấy, nó chỉ vỡ cái nắp này thôi. Vỡ cái nắp này thôi các bạn nhá. Đấy, nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy, thì cũng giống như con này thôi. Hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị
Đấy, con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác, mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường đấy các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường, để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy, con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, để em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng rồi. Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nha. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt muỗi đen như này, 30.000 cho bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy, nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy, con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, con đèn 5 cánh này là 30.000. Không biết nó hỏng ở đâu, về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k thôi nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị sao? Một cái con fit đun sôi nhá. Đấy, một con fit đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường không nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì, nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy, 140k. Đấy. Tức là fit đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọt, mẫu này không bị bọt nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọt nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọt, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý. Đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy, thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con mic karaoke như này. Đấy, lên cho em là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy. Vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy. Chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá. 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy, không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Thanh lý 20.000. Đấy, thì tiếp theo là đến cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy, nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này. Vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác. Giá chỉ có một nửa tiền thôi. 70.000 nhá. 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt nó nứt hai cái khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá. Có hai bộ. Đấy. Bộ này thì không có khay nhá. Nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn. Khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000. Một bộ 70.000, một bộ 80.000. Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, tiếp tục cái lô hàng Tết để các bác chuẩn bị đón Tết. Thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đũa ăn cơm nhá. Đầu tiên thì là đũa cô gái Nhật này. Đũa cô gái Nhật thì nó là dòng cao cấp rồi. Lên cho em là đũa cô gái Nhật giá sẽ là 50k cho một vỉ đũa như này. Đấy, 10 đôi đũa cô gái Nhật nhá. Hàng cực kỳ đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá.
giá thì sẽ là 50k cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật nhá, đũa cô gái Nhật đây. Đấy, đũa cô gái Nhật giá sẽ là 50.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đũa ấy, đũa đen, đũa 7 màu này. Đấy, lấy vỉ đũa đen này, còn không? Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa 7 màu các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cầm cả cái vỉ thìa đây luôn. Đũa 7 màu nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu này. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi nhá, 5 đôi như này. Chất liệu của nó cũng là làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và rất là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một vỉ 5 đôi nhá, 60.000 cho một vỉ 5 đôi. Đó. Lên cho em là đũa 7 màu. Đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trên một vỉ 5 đôi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc. Đấy, thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi đũa của Hàn Quốc. Đấy, cũng được làm từ sợi thủy tinh. À, trên đầu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là bọc một cái đầu bằng mạ vàng như này nhá. Đấy, bằng inox và mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc hoặc là đũa Hàn Quốc là được rồi. Đấy, cũng làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000. Đấy, hàng rất chất lượng và giá rất hợp lý cho bác luôn. 35k cho một vỉ đũa Hàn Quốc như này. Đấy, ở đây thì hàng của Korea Hàn Quốc đây các bác này. Đấy, Korea nhá. Đây, Korea Hàn Quốc. Giá sẽ là 35k. Lên cho em là đũa Hàn Quốc, giá sẽ là 35.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em có cái dòng đũa của Đức nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đây, đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đây, inox 304 Winling hai hình người của Đức nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 5 đôi. Giá thì sẽ là 55.000. Đấy, cái này thì dùng rất là vừa xinh các bác, dùng để mình ăn cơm gắp rất là gọn luôn nhá. Con này thì ưu điểm của các bác khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ không bị trơn trượt đâu, tại vì đầu của nó đã đánh nhám rồi, đánh nhám chống dính, chống trơn trượt rồi, rất là tốt luôn. Sạch sẽ, rửa nhanh khô, không bị bẩn, không bị nấm mốc nhá. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đó. Và lên cho em là đũa inox này. Đó. Đũa inox. Giá của nó sẽ là 55k. 55k trên một vỉ đũa inox bao gồm là 5 đôi như này nhá. 55.000 trên một vỉ 5 đôi. Đấy, đây là các cái mẫu đũa của bên em. Bên em đang có 3 4 mẫu đũa như vậy. Các bác có thể xem tham khảo và alo đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút nhá. Thước rút tự hãm. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Japan các bác này. Đấy, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Có cho các bác là dòng 5m và 7m rưỡi này. Đấy, 5m, 7m rưỡi. Đây. Dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Thước rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy. Rút ra nó tự hãm này. Các bác nhả thì nó vào và rút ra nó tự hãm thì rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đó. Ưu điểm của nó là rút ra nó sẽ tự hãm như này thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy thì cái con 5m này thì sẽ là 40.000 và con 7m này thì sẽ là 50.000 nhá. Con này là 40k này. Đấy, 40.000 và con này thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Con này là 40.000 nhá. Đấy, 40k. 40k cho con thước 5m thế này, hàng của Nhật này. Con này thì sẽ là 7m rưỡi là 50.000. Giá khá là rẻ luôn nhá. Giá khá là rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói của Nhật này. Đấy, bộ dao sói của Nhật. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho một cái bộ. 100k cho cái bộ dao sói như này. Đấy. 100k cho cái bộ dao sói như này các bác này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao, 2 kéo, à 1 kéo và 1 cái nạo. Siêu rẻ luôn các bạn, siêu rẻ luôn. Bộ này em phải nói là hàng Nhật nhưng mà giá cực kỳ là sinh viên luôn nhá. Đấy, đây em sẽ test thử em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy, dọc giấy cho các bác xem. Đây, đây các bác nhá. Đó. Đây, các bác này. Đấy, dao siêu bén luôn các bác thấy không? Đây, đấy, dao siêu bén luôn nhá. Sợ chưa? Đó, đây các bác này. Đấy. Dao siêu bén luôn nhá. Đấy. Dao rất là bén luôn. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một con dao lọc dài như này, lọc dài như này. Hàng của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, tiếp theo là một con dao thái dài nữa này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình bổ dưa này. Đấy, bổ dưa rồi nói chung là bổ các loại hoa cả. Nó dài này, bổ rất là thích luôn. Đó, hết quả dưa luôn nhá. Đánh nhám chống dính và có dập vân như này nhá. Đấy, tiếp theo là một con dao bản to này.
Con này thì các bác dùng để thái rau này, đấy, thái rau thái thịt này, rất là bén luôn nhá, thái rau thái thịt này. Tiếp theo con này thì các bác dùng để mình gọt hoa quả này con này, đấy, gọt hoa quả nhá, đấy, rất là sắc luôn, đấy, dùng để gọt hoa quả này. Đấy, tiếp theo là sẽ có cho các bác là một kéo này, một cái kéo này nó sẽ là dòng kéo đa di năng luôn nhá. Đấy, thứ nhất là các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, rồi mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, và sẽ có cho các bác là một cái nạo này, một cái nạo rất là sắc luôn để mình nạo hoa quả rồi nạo các loại củ quả nhá. Đấy, thì combo cho các bác là bao gồm 6 món như này. Em lên tên nó sẽ là bộ rau sói nhá, lên mã giúp cho em đó là bộ rau sói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Giá không thể tin nổi luôn nhá, không thể tin nổi luôn. Giá sẽ là 100k cho bộ rau sói như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là rau sói này, đó, rau sói, bộ rau sói nhá, bộ rau sói giá sẽ là 100k, 100k, bổ hoa quả các thứ cực kỳ là ngon luôn, đó, rất là ok luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, thép SK5 không gỉ các nhá, thép SK5 không gỉ. Rất là ngon cho các bác luôn. Đó, thép SK5 không gỉ sáng bóng đẹp này. Đấy, Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá, thép SK5 nhá. Con này thì giá bên shop bán chỉ có cho các bác là 35.000 một chiếc này thôi. 35.000 cho một chiếc kéo bếp vàng như này, giá sẽ là 35k. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. 35k cho một cái kéo bếp vàng như này nhá, 35k. Đấy, còn các bác mua 3 chiếc nhá, mua 3 chiếc combo 3 chiếc sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 3 cái nhá, bằng 3 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc như này. Lên cho em là kéo bếp vàng các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao, các bác lên mã giúp cho em đó là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Con này là 40.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả hoặc gọt hoa quả rất là ok, đặc biệt là thái hoa quả để mình thái các loại rau củ để mình sử dụng mình nấu thì nó tạo ra cái hình vân sóng như này thì nó rất là đẹp mắt và ưa nhìn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con dao lượn sóng như này là 40k nha. Lên cho em là dao lượn sóng 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Con này sẽ là 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa inox 50.000. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con kéo tỉa inox này thôi. Đấy, hàng của Nhật đây, chất lượng Nhật Bản các bác này, Japan này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox. Inox sáng bóng không gì luôn. 50k. Đấy, hàng nội địa của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đây nó sẽ là một con bình rất là đẹp như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 1 lít, rất là vừa xinh. Đấy, inox sáng bóng này, Su 315 nhá. Đây Su 316 này. Đấy, inox sáng bóng, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác luôn. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời. Có lưới lọc này các bác dùng để pha trà, pha cà phê. Đấy, ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác cả quai sách này nhá, cả quai sách như này. Quai sách như này các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi chơi nó rất là tiện. Đấy, và thân vỏ của nó thì rất là đẹp này, màu inox sáng bóng như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Rất rẻ các bạn. Đấy, một con bình đẹp như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp mà giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao, giá của nó sẽ là 80k nhé, 80.000 cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái mã này nó là bộ 5 nồi à, bộ nồi 5 món nhé. Đấy, bộ nồi bao gồm 5 món như này. Hàng thì cũng vừa xinh, không dày không mỏng, vừa xinh cho các bác sử dụng. Và ưu điểm của con này là rất là nhỏ gọn nhá, rất là nhỏ gọn. Con to nhất thì đường kính là 24 cm. Đấy, to nhất là đường kính là 24 cm. Và các bác cứ từng nồi nào thì vung đấy, nồi nào vung đấy như này, nó rất là tiện. Đấy, cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào là có vung đấy luôn. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 món nhá, 5 món. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy này, nó sẽ bỏ lọt vào nhau được nhá. Đấy. Nồi thứ hai này. Tiếp theo đến cái nồi thứ ba này, đấy, nồi thứ ba nhé. Đấy,
có nắp đậy đàng hoàng. Đấy, tất cả đều có nắp đậy hết. Đấy, và bỏ vào nó rất là gọn như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Bộ nồi 5 món như này, 5 chiếc. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000, 140.000 cho cái bộ nồi 5 món như này. Khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc nhá. Con này thì em không khuyến khích các bác đun nấu đâu, tại vì đun nấu con này thì cái đít nó hơi bị mỏng một chút thì sợ các bác đun nấu nó sẽ bị bén, nhưng mà mình chuyên để chế biến thực phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau bằng tay, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con máy thái rau bằng tay như này. Đấy. Thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay công như này nhá. Các bác dùng bằng tay thôi chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, sử dụng là bằng tay. Các cái bộ lưỡi như này các bác lắp vào. Đấy, lắp cái bộ lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì lắp cái tay công vào đây là mình vặn mình sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ máy thái rau như này. Đấy, đây. Máy thái rau bằng tay nhá, sử dụng bằng tay. Giá sẽ là 100.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên thì em sẽ lên cái giá cho các bác tham khảo. Máy thái rau này, máy thái rau bằng tay nhá, thái bằng tay giá sẽ là 100.000 tròn nhá. Trước em đang bán 80.000, đợt này về nó sẽ cao cấp hơn một chút thì sẽ là 100.000. Đây các bạn này. Của chị em nổi trở nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Phòng ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Phòng ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Rồi, ok. Hãy tham khảo link bên. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp kia. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây, một vòi, một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. À, cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhé. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhé. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhé. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100.000 tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy.
vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy các bác, bấm này nó chạy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc các bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn, nhặt cỏ này, hoặc là đội các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, co giãn 4 chiều, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là sẽ là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Willing của Đức, Inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa bạn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k, 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một SIM các bác nhá. Đấy, điện thoại một SIM. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một SIM, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một SIM, giá sẽ là điện thoại một SIM nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh cái biển. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá. Bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này. Đấy, đi mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó. Hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220V. Các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình
sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này. Rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng, tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng thì sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó. Bấm vào. Đó thì nó rất là tiện này. Quần áo, chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần, cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này, bao gồm cho các bác là một cáp sạc, một sạc như này và một dây nhé. Đấy, một dây sạc này. Và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhé. Samsung, iPhone, Type-C này. Và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này. Hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho các bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé. 20.000 mAh. Và giá của nó sẽ là 230.000 nhé. 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio, Made in Japan nhé. Đấy, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây. Dung lượng pin của nó này, 20.000 mAh này. Con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm, hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin, hoặc các bác cần dự phòng, các bác dùng con này xem, rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi. Có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần phải mang thêm dây dạ làng hoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A, giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái ghế hơi cho này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to và một ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này nhân 98 nhân 83 nhá. 1m16 nhân 98 nhân 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 nhân 31 nhá. 62 nhân 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên thì em là ghế hơi, giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy, khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn, rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác theo. Đấy. Rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Về nhà các bác có thể dùng để nằm, để xem TV này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên cho em là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đây. Có.
À, giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhé. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào giữa này. Đấy, cho nước cho cà phê vào nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Đó. Khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp và bên trong bằng inox 304 và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k là một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra, gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá, cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc. Đây về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em cái dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái giọng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá. Nó không như cái bút rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng con này rất là tiện. Mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là chà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong. Rất tiện ích, giá sẽ là 15k. Lên cho em là cọ nồi nhá, 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 với cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích và nó độ dày của nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi tất cả, 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này, rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống, hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được. Nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Giá sẽ là 80k. 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này. Dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà, các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này. Hàng của Nhật này, dung tích 2 lít rất là ngon luôn. Inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhá. Áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Lên cho em là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đồng hàng nhá. Có cả cho các bác là những cái chắn nước như này. Chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này.
Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá, công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá, loại to cho các bác luôn. Đó, có cả mũ này, đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính nhìn gương đầy đủ như trên hình như này, mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá, đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó thì cái này nó về theo lô, có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5kg như này. Đấy, các bác bật lên cho em nhé. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, đây, đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về 0. Và các bác lại tiếp tục cân được nhá. Lại tiếp tục cân này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này đấy. Các bác bỏ ra thì nó lại về 0 nhá, về 0. Đấy, và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó, và các bác nhấn nút nguồn này nó lại về 0. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá, cân 5. Cân được 5kg, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô dây điện vàng nhá. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lô này về thì cái kích thước của nó chiều dài thì sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Hàng về theo lô. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi. Đấy. Đợt này thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 190.000 thôi. 190.000 cho một cuộn dây điện như này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá. Dây của nó thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 và dây siêu mềm luôn, dây 1.5 dây siêu mềm. Chiều dài của nó thì nó sẽ là từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Đấy, hàng về tùy theo lô và từ 20 đến 30 mét. Và giá thì sẽ là 190.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Lõi là 1,5 ly nhá, 1,5 ly. Chiều dài thì từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Giá sẽ là 190k nhá, 190.000. Đó, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này thôi. Đấy. Đầu kết nối của nó thì có đèn báo này, có đèn báo nhá. Đấy, và có 5 ổ cắm luôn, có 5 ổ cắm như này. Đấy, phần kết nối thì đều bằng đồng hết nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đây, đầu ổ cắm đây. Giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Các bác lên cho em là dây câu bình thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai dây, một dây màu đen, một dây màu đỏ. Các cái phần kết nối này đều là bằng ấy hết này, đều bằng đồng hết này, bằng đồng kẹp cực kỳ chặt luôn. Kẹp rất là chặt các bác nhá. Thì các bác kết nối nó không bị mo ve. Và chiều dài thì từ 2 đến 3 mét, từ 2 đến 3 mét. Đó, đựng trong một cái túi như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Và các bác có thể mua để bỏ lên ô tô, mình đề phòng khi mà ô tô bị hết ắp quy nhá, hết ắp quy thì các bác có thể câu từ xe nọ sang xe kia. Lên cho em là dây câu bình nhá, dây câu bình. Đấy, dây câu bình giá thì chỉ có cho bác là 180k thôi. 180.000 cho một cái sợi dây câu bình như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là các cái mẫu dép đi trong nhà nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Đấy thì cái này nó sẽ là free size nam nữ đều đi được hết, màu nào cũng ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 35.000 cho một đôi dép đi trong nhà này thôi. Đấy, đế lót nhung này, đế lót nhung và bằng cao su. Cao su có dập phân chống trơn trượt nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Taniru U này. Đấy, hàng rất đẹp và rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Và cái giá thì sẽ là 35.000. 35.000 cho một con dép đi trong nhà như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, dép đi trong nhà nam nữ đều đi được cả, thế nên là các bác yên tâm. Đó, lên cho em là dép trong nhà nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải này. Đấy, đi mùa đông thì rất là tuyệt vời luôn, ấm chân và rất là sạch sẽ nhá, nhẹ nhàng, sạch sẽ, siêu nhẹ luôn. Giá chỉ có 35k thôi. Lên cho em là dép đi trong nhà nhá. Giá sẽ là 35.000, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể mua về cho cả nhà mỗi người một đôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cốc tự khuấy nhá. Giá sẽ là 90.000. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ sử dụng một cái dòng pin con thỏ loại nhỏ đây. Các bác lắp vào đít này cho em. Đấy, lắp vào đít này cho em. Đó. Lắp vào đít này là mình sử dụng nhá. Đấy, các bác tháo cái gioăng cao su này ra, lắp pin vào đít này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Các bác bỏ vào là nó sẽ đẩy vào giữa này và nó sẽ tự quay nhá. Đấy, có pin vào, lắp pin vào nó tự quay thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Các bác dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt cũng rất là ok. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con cốc tự khuấy như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, các bác thấy không? Nó khuấy rất là ngon luôn. Rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, để khuấy cà phê rồi các loại khác rất là ngon luôn. Lên cho em là cốc tự khuấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Ở đây họ đang bán 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cái này thì giá sẽ là 140.000 và các bác lên cho em là bộ 5 cái nồi nhá. Bộ 5 nồi như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 mà các bác nhận được tới là 5 cái nồi liền. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày đâu. Đấy, không dày cũng không mỏng, nói chung là vừa phải. Thì nó sẽ là nồi nào vung đấy như này, nồi nào vung đấy như này các bác. Rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Cái này thì em chỉ khuyến khích các bác là để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi. Đấy, đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi, chứ còn nấu thì không nên nấu, tại vì là cái đít của nó không được dày lắm thì các bác nấu là sợ nó bén. Đấy, sợ nó bén thì kích thước của nó là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, từ 24 đến 16. Nồi nào vung đấy cho em. Và khi các bác sắp vào thì nó rất là gọn. Đấy, thì mình sử dụng để đựng đồ ăn này, đồ ăn thức uống này, thực phẩm trong nhà này, rất là ok luôn. Chế biến thực phẩm thức ăn. Cái này của nó là đang bọc túi bóng nhá, còn khi các bác dở túi bóng ra là nó rất là đẹp luôn. Đó, đây. Sẽ là con to nhất này là 24 này, 24 nhá, nồi nào vung đấy luôn. Đấy, tiếp theo là con này nó sẽ là 22 này. Đấy, 22, tiếp theo nữa nó sẽ là một con 20 này, 20 cho đến con 18 này và đến con 16 này. Nồi nào vung đấy luôn. Ưu điểm của dòng này thì cất đi nó rất là gọn. Các bác chỉ cần sắp vào thành bộ như này thôi là mình cất đi cho em. Lúc nào cần dùng thì mình phải dở ra. Đấy. Liên cho em là bộ cái này là cái gì nhỉ? Bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Bộ nồi 5 món. Giá bao nhiêu? 140.000. 140k nhá. 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Đấy. Các bác có thể đựng thực phẩm, đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Còn cái này thì không nên nấu bếp nhé. Còn nấu bếp thì cũng nấu được thôi. Nhưng mà không nên, tại vì cái độ dày của nó là vừa phải thôi. 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình thái rau này rồi chế biến rau các thứ đều ok hết. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này, một thân máy như này, và các bác lắp cái lưỡi vào đây cho em, lắp cái lưỡi vào đây. Sau đó thì mình xoay như này. Đấy, và ở đây thì khi các bác cho vào thì mình sẽ dùng cái này mình đẩy nó xuống, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là máy thái rau nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Tay công như này, con này thì thái bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu. Đây em sẽ có máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá thì sẽ là 100.000 tròn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái cách sử dụng, nó rất là dễ dàng và tiện ích luôn. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 100k. Đấy. Máy thái rau này, thái rau bằng tay giá sẽ là 100k nhá. Con này trước em bán 80.000. Lô này hàng về thì cao cấp hơn, chất lượng hơn cho nên là giá sẽ tốt hơn một chút, là 100.000 các bác nhá. Đó. Máy thái rau bằng tay, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Dễ dàng đến vậy. Chỉ cần cho món cần thái vào máy, sau đó dùng tay nắm đè cũng đồng thời quay phần trục tay là những lát đồ ăn đều tam tấp được cho ra lò. Sản phẩm còn có thể bào sợi và thái nhỏ rau củ rất nhanh chóng. Sản phẩm đã có ở TikTok Top Việt Thái Lát, thái sợi rau củ. Mọi người ơi! Nếu có ai đó hỏi mình... Mọi người ơi! Cho em. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, máy thái rau bằng tay. Rau củ của đa năng. 100.000 các bác nhá, ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong đi. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70.000 cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn các nhá. Đó, tỉa dăm. Đây con này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa dăm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox, hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50.000 này, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này, giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40.000. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 cm, có lô là 30 cm nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em, cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này, lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo, giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá.
Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một cuộn này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một cuộn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này. Dai chưa các bác thấy không? Đây. Rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này. Và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một quận như này. Đấy. 10.000 cho một quận như này. Còn quận nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy 5.000. Quận to thì sẽ là 10.000, quận nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10k trên một quận này, hoặc là 5k trên một quận nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Đó thì các bác muốn lấy nào là lấy quận 5.000 có, quận 10.000 có. Lấy 1 cân là 80.000. 1 cân thì sẽ là quận to quận nhỏ thì từ 7 đến 10 quận. Và có bán lẻ nhá, bán lẻ 10.000 một quận nhá và 5.000 một quận. Đây, quận này sẽ là 5.000 này. Đây 5.000 một quận này các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan luôn các bác nhá. Đó, made in Japan luôn. Đây. Các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Đó. Thì quận này sẽ là 10.000, quận này 5.000, gần như không có lõi luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một quận, rất rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng. Thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành, 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành. Và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các bác nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm giải ra, cắm giải ra hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này, rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng. 140.000 cho một bó bông lúa vàng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành mà tính ra như vậy là 140.000, là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn, ngày Tết các bác hoặc là dỗ chạp hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho bác nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này, nó vào khoảng là 70cm nhá, vào khoảng 70cm các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh, vật muỗi thông minh. Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động, thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, và cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ, cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bác này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy, chập điện rất là mạnh luôn, thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này đây. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh, nghe các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn, tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn, kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này. Ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muỗi tự động thì bật cái này lên. Sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và các bác để nhá. Còn
cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi. Còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào. Còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin. Đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn, bên trên này đai 4 ốc liền nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường. Đó, và con này thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Đấy, vợt muỗi đứng này. Vợt muỗi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được, cho nên em gọi là vợt muỗi đứng, 130k nhá. 130.000 cho con vợt muỗi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua một cái vợt muỗi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90-100.000 rồi. Mà đây một con vợt xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130k thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít, bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, có lưới lọc này. Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, thấy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu. Màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170k cho các màu, ba màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá. Bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy. Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhá. 190.000. Đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhá, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là 30.000 cho một hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt sơn cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em. Đó. Con này, dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, củ nano. Đấy, trước khi xịt lắc đều lên cho em, khi xịt vào các bác này. Đấy, đây, xịt vào này thì cái sơn nó sẽ
lấp đều vào cái các cái vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây cái sơn nó ra như này các bạn này. Đấy, con lắc đều lên cho em đó, và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn đó, phủ kín luôn các bạn nhé, và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k. Đây các bạn này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái vần vết nứt như này các bạn này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây, nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi, nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này, thì các cái vị trí mà bị nứt bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn bình xịt chống thấm nhá, lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000, xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn các bác xem nhá, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bác này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng lên các bề mặt này các bác. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị rỉ sét nhá, bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này khỏi bị rỉ sét rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái lọ sơn inox như này giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là sơn inox này. Đó. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này. Màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó, dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông. Thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, thế nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc cùng nhận hàng nhé. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó, thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bạn. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này. Rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em, và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia. Thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá, Long Ben Hắc Lào.
giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này. Cái này các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn quá đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này xem rất là tốt luôn đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp long ben hắc lào này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bộ thìa của Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ thìa Đức thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Thìa hàng của Đức cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là sạch đẹp. Hàng của thương hiệu Willing của Đức cực kỳ dày dặn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp thìa Đức như này, giá của nó sẽ là 50 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thìa Đức nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó, thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60k. 60k cho 5 chiếc. Đấy, 60k cho 5 chiếc tức là các bác mua vào chỉ có hơn 10.000 cho một chiếc thìa như này thôi. Hàng của thương hiệu Willing của Đức inox sáng bóng 304 đẹp, bền bỉ chắc chắn. Đấy, khuôn sinh vừa với tay sử dụng của người Việt Nam mình nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox thì một bộ này lấy cho anh cả cái vỉ đũa Nhật, đũa Hàn này. Thì nó sẽ là một cái dòng đũa inox nhá. Đũa inox, hàng này của nó sẽ là inox 304 nhá. Inox 304. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, giá sẽ là 55.000. Đây, su 304 này. Hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá. Cực kỳ sáng bóng đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Có cả 10 màu luôn. Đấy, su 304 của Đức nhá, một cái thôi không cần đâu. Đấy, su 304 của Đức đây. Hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó thì bao gồm là 5 đôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp, lên cho em là hộp hộp đũa, hộp đũa inox nhá, hộp đũa inox. Đấy, hộp đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp này. 55k trên hộp 5 đôi. Đó, 55k trên một hộp 5 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa của Nhật này. Đũa của Nhật thì bên shop có hai mẫu, một là đũa của Nhật thường, hai là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu đều là hàng của Nhật hết. Thì đầu tiên là các bác lên cho em là đũa Nhật này, lên cho em là đũa Nhật. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá, chống nấm mốc. Giá thì sẽ là 40k trên một vỉ như này nhá. 40k trên một vỉ đũa Nhật như này, 10 đôi. Đó, 40.000. Đấy, đây, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, chống nấm mốc các thứ này. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% này. Giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ đũa Nhật như này nhá. Đấy, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đũa Nhật 7 màu đây. Đũa mặt 7 màu. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn một chút nhá. Cao cấp hơn một chút và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật 7 màu như này. Đó, cũng được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đó, và dòng này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, có hoa văn trang trí đẹp hơn và cao cấp hơn. Con này thì một vỉ này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop cũng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 5 đôi. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 50k, 50k trên một vỉ 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi, 50k trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng thì nó sẽ là cũng là được làm từ sợi thủy tinh hết nhá. Sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chống nấm mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và con này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đầu này nó sẽ có mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, rất đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc.
35.000 một vỉ 10 đôi thôi. Đấy. Giá thì rất là ưu ái cho các bác luôn. Giá rất tốt các bác nhá. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 35k trên một hộp như này và 10 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái khăn như này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4 và chiều rộng là 70. Đấy, bắt đầu vào mùa đông rồi. Đấy, tắm giặt xong thì nó rất là lạnh thì các bác dùng khăn để mình lau khô, vệ sinh khô người luôn. Đấy. Và hàng cực kỳ là dày dẫn. Đấy. Chất liệu của nó là sợi bông mềm mịn. Đấy, và giá thì sẽ là một cái khăn tắm như này, mỗi khăn tắm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 40k cho mấy con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40.000. Kích thước của nó thì sẽ là 70 x 1m4. Đấy. Khăn tắm Hàn Quốc này 40k trên một chiếc nhá. Kích thước của nó là 70cm nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Để các bác lên xem là đèn bão. Thì nó sẽ là một con đèn có kèm cho các bác cả một dây cáp sạc, cắm sạc trực tiếp luôn. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, và các bác có thể dùng để mình trực tiếp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có báo pin các bác này. Đấy. Khi mà nó sạc thì đèn nó sẽ có ánh sáng đỏ như này. Đấy, đỏ này. Đấy, che đi thì nó sẽ tối này. Bỏ ra nó đỏ này. Đấy, và ở đây có quạt mát cho các bác luôn nhá. Gió rất mạnh các bạn, gió rất mạnh luôn. Quạt thì rất là mát các bác nhá, quạt rất là mát nhá. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Giá chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. 100 cành cho một em đèn bão như này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đề phòng khi mất điện, hoặc ở nhà có trẻ nhỏ thì dùng để làm quạt khi mà mất điện cho các em, nó rất là tiện. Hoặc đề phòng mưa gió bão bùng. Đó, lên cho em là đèn bão nhá. Đó, đèn bão, giá sẽ là 100k một em. 100k cho em đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt. Ví dụ như là các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng này, kích ứng mũi này, rồi là liên quan đến các cái bệnh về mũi. Đấy, đường hô hấp thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ dùng cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi luôn các bác này. Đấy. Thì khi xịt ra nó sẽ là dạng xương như này, rất là tốt các bác này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp vào cái xoang mũi nhà mình rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Đó. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một chai nhá. 45.000 trên một chai xịt xoang mũi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì chuyên để đo huyết áp này. Đo huyết áp các bác nhá. Đấy. Máy đo huyết áp, con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em nhá. Nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Sử dụng pin con thỏ nhỏ thì các bác lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Bác nào mà chuyên bị cao huyết áp này, rồi nói chung là huyết áp không ổn định, thì các bác dùng cái máy này cho em để mình đo, để mình xác định được cái huyết áp của mình, để mình cân đối nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 260.000 trong con máy đo huyết áp như này thôi. Đấy, con này nếu mà các bác ra cửa hàng hoặc ra hiệu thuốc mà mua một con đúng phiên bản như này thì giá người ta bán cho các bác chỉ tầm khoảng 400-500.000. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho bác luôn, lên trên là máy đo huyết áp rồi, ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhá. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây, thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được, còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000, các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G giá của nó sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào, kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này, hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany con này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món.
bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là
hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó.